gan nhiễm mỡ nè, tiểu đường nè, là nhất là cái bộ tiêu hóa nữa. Mấy anh áp dụng về tiêu hóa hay lắm. Hay lắm, đúng rồi. Ăn không tiêu, trúng thực, bụng chướng chướng cứng, trường tiêu hồ sơ mềm luôn, không có uống nhiều thuốc nữa. Thành Tâm. Dạ. Đào Thành Tâm. Ừ. Thành bút hiệu thì Đào Thọ. Đó, sao có dùng bút hiệu nữa? Thì mày chuyện giống ảnh. Thưa thầy Vũ Văn Châu, thưa cô và thưa tất cả anh em, hôm nay cái sự hiện diện tôi có mặt nơi đây đáng lẽ là tôi có lâu rồi, chứ không phải là ngày hôm nay đâu, mà vì lý do cũng là yêu nghề của thầy, tự học YouTube đã 2 năm mấy rồi, và đã chụp gan bữa nay là 2 năm 1 tháng liên tục không bỏ ngày nào đó, vì tôi thấy cái theo dõi trên cái YouTube tôi mê quá, rồi bắt đầu mình đi thực hiện vào cái cặp đá diệu kỳ này. Thầy Châu phải nói là đúng là cặp đá diệu kỳ, nó hay, rất hay. Từ trị gan nhiễm mỡ nè, tiểu đường nè, là nhất là cái bộ tiêu hóa nữa. Mấy anh áp dụng về tiêu hóa hay lắm. Hay lắm, đúng rồi. Ăn không tiêu, trúng thực, bụng chướng chướng cứng, trường tiêu hồ sơ mềm luôn, không có uống nhiều thuốc nữa. Tôi là cái bệnh đó bị nhiều, rối loạn tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa nhiều, nên đó là liên tục cứ 5-7 bữa bị là cứ áp dụng mà không có dùng một viên thuốc nào. Mềm liên là một tiếng thôi là im, đói bụng là kêu liền không đó. Đáng lẽ là xuống thì lâu lâu rồi, mà ở trên đó cũng bà con bệnh họ nhiều, và cái người giúp ảnh thì đi vùng sâu vùng xa, thì gặp bà con nghèo, cái bệnh hoạn thì mình giúp. Giúp rồi nói họ áp dụng cái đá này. Cho nên nhiều khi cứ chiều nguyện có buồn thì mê lắm. Tôi nói tôi cứ đem phí tôi đi, mà tôi thì bận quá. Nhiều khi đi cứ lâu lâu làm chục rồi đi giúp bà con, giờ để bà con dùng thôi. Chứ thật sự nhiều lắm. Bây giờ đi vùng sâu đã nhiều lắm. Tụi tôi mà có sức đi là nói thật ở trên đá một tháng nó mấy trăm cục mà nhầm gì đâu, dễ sợ nhiều lắm, bệnh hoạn nhiều lắm, chứ không phải đâu. Cho nên là hôm nay cũng nhân dịp gặp anh em ở đây, trước hết anh em phải ráng cố gắng học tất cả gì mà thầy Châu đã hướng dẫn, thì anh em học để giúp đời và để áp dụng cái việc đó, để cho được bà con hiểu được cái việc đó nó kỳ diệu như thế nào. Thì hôm nay cũng thay lời con thì ở đây là một giấc mơ. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.